Hưng Yên kính chào quý vị khán thính giả đang đến với chương trình Đau Nhức với bác sĩ Vũ Thu Giang đến từ văn phòng Vũ Chiropractic. Kính thưa quý vị, hôm nay trở lại với làn sóng, bác sĩ Vũ Thu Giang sẽ chia sẻ chúng ta tiếp tục những chứng bệnh liên quan tới đau nhức. Và trong đó chứng đau đầu chúng tôi cho rằng là một trong những chứng phổ biến, hình như cả cuộc đời mỗi người không ai tránh khỏi chứng đau đầu cả. Có nhiều người đau hàng tuần, rồi thỉnh thoảng đau hàng tháng, hoặc là khi mà trái gió trở trời thì cảm thấy đau đầu, và nhiều những cái nguyên nhân khác nữa. Và chúng tôi hôm nay thì bác sĩ Giang sẽ trình bày về những triệu chứng đau đầu, trong đó chúng ta thấy đau nửa đầu, đau trên đỉnh đầu, đau êm cả đầu, đau râm ran, vân vân. Thì hôm nay bác sĩ Giang sẽ chia sẻ chúng ta những kiến thức căn bản nhất về những triệu chứng đau đầu. Trước hết xin chào bác sĩ Vũ Thu Giang ạ. Xin chào Hưng Yên và chào khán giả của đài SGN. Dạ vâng, hôm nay đang mang tới một cái triệu chứng, một cái topic là đau đầu. Như vậy thì bác sĩ Giang muốn trình bày về đau đầu như thế nào ạ? Thực sự cái chứng đau đầu thì nó có quá nhiều đi, giống như mỗi người một cái đau đầu khác nhau. Và nhiều người nghĩ là giống như cái đau đầu này với cái đau đầu kia nó cũng giống nhau, nhưng mà thực sự ra cái nguyên do nó cũng xuất phát khác nhau, và cái triệu chứng nó hơi khác nhau một chút. Và cái cho nên khi mà mình bị cái đau đầu á, thì mình phải tùy theo cái nguyên do đau đầu thì mình chữa nó mới hết luôn. Hoặc là mình có thể phòng tránh nó được nha. Nên là Giang đem ra một cái topic này thì hy vọng là nó cũng thêm một số cái kiến thức cho mình ha. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta quay lại cái triệu chứng đau đầu đó thì rất nhiều nguyên nhân. Ngay cả những chứng bệnh nguy hiểm bên trong não bộ cũng gây ra đau đầu, nhưng mà chúng ta không bàn về những cái triệu chứng đó, nguyên nhân đó, mà chúng ta bàn về những nguyên nhân gây ra những cái chứng đau đầu thuần túy, chứ không phải là nguyên nhân đau đầu do bệnh lý bên trong não bộ nó dẫn tới đau đầu. Thì hôm nay bác sĩ Giang sẽ trình bày những nguyên nhân đó. Thì trước hết xin chào bác sĩ Giang chia sẻ một chút những cái nguyên nhân tổng quát nào ạ? Ok, cái mà mình thường hay thấy là đau đầu do căng thẳng. Cái đó chiếm tỷ lệ rất là cao trong những các đau đầu. Cái cuộc sống ở bên đây thực sự là ai cũng có những cái stress, những cái căng thẳng trong công việc, căng thẳng trong gia đình. Có những người thì căng thẳng trong những cái mối quan hệ. Có những cái giống như nó tạo cho mình những cái áp lực, những cái financial, giống tiền như bạc. Là tiền bạc. Rồi thì những cái căng thẳng đó thường người ta sẽ đau đầu. Thì cái đau đầu do căng thẳng thì mình sẽ nhân cái hình để lên. Thì cái đau trên căng thẳng á, là mình sẽ đau từ óc đau ra, và đau nguyên một bên, giống như một cái dòng. Cái nửa đây, trên á. Cái dòng đau nguyên cái dòng này, đau hai bên thái dương. Thì cái đau đầu do căng thẳng thì nó sẽ đau như vậy. Và cái đau đầu do căng thẳng là một trong những cái mà Giang thấy là giống như có nhiều người phải uống thuốc nhức đầu để cho nó giảm. Nhưng mà thực sự mình vẫn có thể, thay vì uống thuốc nhức đầu, mình có thể giảm những cái stress trong cái cuộc sống của mình. Mình ăn uống cho như thế nào. Tại vì nhiều khi mình căng thẳng quá, mình không có ăn uống đúng giờ giấc giấc, thì nó cũng làm cho cái cơ thể của mình nó không có thoải mái. Cho nên là mình phải uống nước và ăn uống đúng giờ đúng giấc. Nghỉ ngơi nữa, cái nghỉ ngơi là cái quan trọng nhất. Thì cái đau đầu do căng thẳng á, là một trong những cái mình phải coi thử coi là có những cái stress nào đó đang đến với mình. Mình release nó. Còn ngoài ra cái đau đầu do căng thẳng á, thì còn một cái đau mà người ta hay nói migraine headaches. Thì cái đau đầu này là đau nửa đầu. Chứng đau nửa đầu thì rất nhiều, có người thì đau nửa bên trái, người thì đau nửa bên phải, chỉ một nửa thôi. Cái đó là thần kinh hay sao? Cái đó là không phải là do thần kinh mà mạch máu ở đầu. Wow. Nhân cũng có cái hình của cái đó. Thì cái mình coi thì thường thường á, cái mạch máu của mình á, nó bị tắc hay sao? Bị tắc, giống như nó không có đi qua được. Thì nó sẽ làm cho mình rất là nhức đầu ghê gớm lắm, mà nhức nửa đầu thôi. Và những cái tiếng động nó hay là ánh sáng quá thì nó cũng làm cho mình rất là khó chịu. Và giống như cái tiếng ồn, hoặc là những cái giống như nhiều khi á, là mình cảm thấy giống như là mình chịu không nổi luôn. Thì những cái đó thì cái migraine headaches thì đa số mình cái đó là phải uống thuốc
uống thuốc để cho cái giống như mình control cái oxygen nó đi lên, máu nó lưu thông hơn, thì cái nhức đầu nó sẽ giảm. Và cái migraine headaches á, thì thường đa số á, là nó theo cái di truyền, đa số cái người cha người mẹ có cái đó, thì nhiều khi đứa con nó cũng có cái đó. Cái đau đầu đó thì nó cũng rất là common. Còn cái đau đầu nữa mà mình có thấy nữa là không biết Hương Yên có biết là có những người là giống như đến mùa là đau đầu, cứ đến cái tháng đó là đau đầu, mà đa số là người cái đó là một trong những cái là giống như là nó giống như là cái allergy, mà nó gọi là cái xoang của mình nó làm cho mình giống gây giống như là xoang mũi nó bị viêm hay là bị viêm dị ứng thời tiết, thì cái trời lạnh đau đầu. Đúng rồi, trời lạnh thì nó cứ làm, hoặc là cái thời tiết nó thay đổi á, thì ở trong cái sinus đó, nó có những cái đường xoang á, thì nó có những cái đường nó bị sưng lên thì nó làm nhức. Đưa và thường đa số nó đau, nó sẽ nhức ở đây và nhức ngay sau mắt của mình và nhức vô trong. Nhiều khi là nhức ở trong cái hàm của mình, thì cái đó là, và nó nhức rất là nhiều, thì cái đó là xoang. Thì cái đó cũng phải giống như nhiều khi mình biết thời tiết thay đổi, mình phải mặc đồ cho ấm đầy đủ và mình bớt đi ra ngoài một chút xíu để cho nó bớt tránh cái lạnh và tránh cái sưng. Còn một cái đau đầu nữa mà cũng rất hay gặp là mấy đàn ông hay bị, là nó gọi là cái cluster headache. Thì cái headache cluster headache thì là cái đau râm ran là gì cứ mà đau râm ran? Đa số đến cái tháng đó là nó lại cứ đau râm ran. Nó gọi là giống như nó cũng là những cái đường trong cơ thể mình á, nó có cái đường drainage ở trong đó, là cái đường nó cũng giống như là cái viêm xoang, nhưng mà này không phải là viêm mà chỉ có cái đường đó nó bị clog ở trong đó thôi, thì nó sẽ làm cho mình cảm thấy đau đằng sau con mắt và đau rất nhiều. Mà đàn ông là hay đau sao nhiều, không, là hay bị hơn? Không biết nữa, cái tỷ lệ đàn ông đau nhiều hơn cái người phụ nữ. Đàn ông tội nghiệp, căng thẳng nhiều trong cuộc sống, lo lắng nhiều. Thì còn những cái đau mà dân cũng hay gặp là một số người bệnh nhân của mình đến thì cũng thực sự là đau đầu và đau sau óc, đau từ cái cổ, đau sau óc, đau lên trên cái đỉnh đầu của mình. Thì cái đó là một trong những cái đau đầu mà dân có thể chữa được, thì nó gọi là cái do cái cổ của mình nó gọi là misalign, nó không có thẳng với nhau, thì nó pua cái cơ của cái đằng sau óc này, và nó có thể nhiều khi nó misalign, nó ép lên cái dây thần kinh mà đi lên trên đầu, cái dây thần kinh số 2, số 3. Thì cái khi mà cái đó bị á, thì cái đó thì có thể đi chỉnh sửa lại được và nó sẽ hết đau luôn, và ngay cả nó không có còn nhức ở đây và xoay cổ nó cũng dễ dàng hơn. Còn có một cái số cái đau đầu khác nữa là chẳng hạn như đau đầu nghe bà xã nói nhiều càm ràm hồi đau đầu quá, thì cái đó là nguyên nhân là do, không phải là do thần kinh mà do bà xã thôi phải không ạ? Ví dụ đừng nói nhiều quá, đau đầu quá đi, đau đầu đó là đau đầu gì? cái đó thật sự mình chưa có nghiên cứu đâu. Thôi, em đừng có nói nhiều nữa, em nói nhiều đau đầu quá. Chắc cái đó có thể là gọi là đau đầu của stress rồi. Dạ vâng, có thể căng xếp thẳng, là stress. Căng thẳng, đúng, dạ vâng, căng thẳng, làm giống như một cái người nào đó cứ làm dồn dập mình quá thì mình bị căng thẳng. Thì có thể nó gọi là nó liệt vô cái loại là bị stress. Đúng, căng thẳng. Cái đó xếp vào đau đầu căng thẳng. Căng thẳng. Còn một cái đau đầu mà mình cũng hay gặp nữa là do sốt và cảm. Thì thực sự thì mình khi mà mình bị cảm, bị sốt á, thì bắt đầu nó nóng lên. Nó nóng lên thì cái đầu của mình nó nhức lên. Nặng, cái nhiệt độ nhức. Cái nhiệt độ của cái ở bên trong của mình đó, nó làm cho mình nhức đầu lên. Thì cái đó thì phải uống thuốc cảm. Cái đó là một trong những cái. Còn có một cái đau đầu mà cái này cũng rất là xảy ra thường xuyên là những người hay bị đau nhức. Bị đau nhức thì uống thuốc giảm đau.
Thì những cái thuốc giảm đau đó mà mình uống lâu năm á, thì nó cũng sẽ gây ra triệu chứng đau đầu. Đó là tác dụng phụ tác của dụng cái phụ giảm đau của là cái đau đầu. Là đau đầu. Cho nên là một số người thì tự nhiên người ta bị đau đầu, nhưng mà khi ngưng cái thuốc giảm đau đó thì cái chỗ đau khác thì người ta đỡ đau đầu. Còn có một cái đau đầu nữa nó cũng hơi lạ, nó gọi là symptomatic headaches. Là cái đau đầu mà giống như giả tỉ như mình lái xe đi. Mình lái xe mình bị đụng xe. Mình đụng xe xong mình bị đau lưng, đau cổ, đau vai gì đó. Thì những cái đau trong cơ thể của mình nó làm cho mình bị đau đầu lên. Nó là một, nó gọi là cái đau đầu do cơn đau trong cơ thể. Có nghĩa là đau đầu bị phát sinh đó do những cái bệnh đau khác. Đúng rồi, thì cũng có cái đó là một trong những cái đau đầu mà giống như khi mà những cái đau trong cơ thể mình nó hết thì cái đau đầu nó disappear. Có những người á thực sự họ bị đau là do cái cổ nó lệch, nhưng mà họ nghĩ là chắc tại vì công việc hàng ngày. Nhưng mà cũng có người á bị đau do cái công việc hàng ngày nhưng mà người ta nghĩ là do bệnh của người ta. Thì đến thì mình sẽ phải coi thử khi mà mình thắc cái hỏi chuyện á, và khi mà mình khám mình sờ cái cổ hoặc là mình coi thử á, thì mình có thể biết được xác định là cái đau đầu gì đó. Và nếu mà mình thấy là cái đó là đau là của migraine headaches thì cái đó mình nói là ồ, cái đó thì tại vì có nhiều người vẫn lẫn lộn giữa migraine headaches với lại cervical genital headaches là cái đau đầu do lệch cổ. Tại vì cũng có số cái đau đầu do lệch cổ nó vẫn có đau nửa đầu. Vâng, đúng cũng rồi. Có luôn. Và cũng có một số người là đau do migraine headaches rồi nó làm cho người ta khó chịu. Thì khi mà mình xác định ra nếu mà cái này không có liên quan đến cái ngành của bên mình á, thì mình gửi qua cái bác sĩ gia đình để họ giúp cái người bệnh nhân đó về cái chứng đau đầu do cái đó. Hoặc là có nhiều người bệnh nhân đau mà sốt nóng thì mình nói ồ, cái này sao nhiệt độ của cô nó cao quá, cái này cô chắc bị cảm rồi, thì cô nên đi cô một là cô có thể uống cái thuốc thực sự những cái thuốc cảm nó over the counter, nhưng mà nếu mà bị mà lâu hơn trên bao nhiêu ngày mà thấy sốt cao quá thì phải đi bác sĩ gia đình uống mấy thuốc trụ sinh. Có những cái thì nó là trong cái lĩnh vực của mình, nhưng mà cái căng thẳng thực sự cái đó không theo Giang nghĩ không cần uống thuốc và cũng không cần đi bác sĩ, mà nên khôi lại cái tinh sinh thần. Hoạt của mình, cái giải quyết những cái vấn đề giống như giả tỷ nếu mà về vấn đề tài chánh thì giải quyết vấn đề tài chánh như thế nào, nói chuyện với gia đình hay như thế nào để giống như mọi người đều giúp với mình thì mình đỡ một mình lãnh thì mình cảm thấy nó rất là căng thẳng. Nhưng mà nếu mà mình chia sẻ thì cái sự căng thẳng nó sẽ bớt đi. Không có tiền đóng tiền trả tiền credit card bây giờ sao đây mà chia sẻ với ai đây? Thì chia sẻ với người thân, những người quen với mình. Và những người thân chắc chắn nếu mà mình chia sẻ thì người ta cũng sẽ có hướng giải quyết. Người thân với mình là lúc nào cũng là kế bên mình, giống như mình đừng có nghĩ đến là một mình phải handle hết mọi thứ, đối diện hết mọi thứ. Tại vì có những người bị căng thẳng quá rồi bắt đầu người ta trở thành một cái tâm lý khác nữa, là giống như bắt đầu căng thẳng xong cái người ta thành người ta tự người ta đôi một mình trở, người ta luôn rồi lắng sâu vô cái căng thẳng trở thành cái sự lập dị cũng như là cái sự người depressed. Ta không nói chuyện với ai nữa depressed. Rồi người ta bắt đầu người ta không bị những chứng tâm thần khác cho nên gia đình thì nếu mà có thấy những cái người thân của mình mà hay kêu nhức đầu hay gì đó thì phải hỏi han hơn để giúp đỡ hơn. Xin bác sĩ Giang chia sẻ một chút là thông thường thì đau đầu đó thì chúng ta tùy những nguyên nhân để mà bác sĩ Giang chữa trị, thì chia sẻ một chút những cái phương pháp điều trị cơ bản nhất liên quan tới ngành chiropractic ạ. Ok, thực sự cái đau đầu mà rất là common Giang thấy ở bên ngành của Giang á, là hai cái đau đầu là symptomatic headaches, là do đau những cái nơi khác, đau lưng, đau cổ rồi lên đau đầu. Và cái nữa là đau cái cơ ở ngay sau óc này và nó níu lên cái dây thần kinh rồi nó đau lên đầu. Thì cái đó là hai cái mà Giang hay gặp nhất. Thì hai cái đau đầu này á, thì đa số là mình sẽ làm cho cái cơ nó giãn ra bằng cách những phương pháp giống như là therapy. Nhưng mà Hương Yên có thắc mắc là
một số những phương pháp bác sĩ Giang thường dùng để mà làm cho cơ nó giãn ra đó, là chạy điện ultrasound này kia trên đầu, sau chạy điện rồi sau dán vô thường được, thường tóc không có đến cái đầu. Thường á, Giang nói là cái nhức đầu này á, là nó cái dây thần kinh dưới, nó đi lên nhưng mà nó nằm ở ngay cổ, cái gốc của nó vẫn là ở ngay cổ, có nghĩa cái gốc gác cái bệnh từ cổ mình chữa từ cái gốc cái cổ đó. Còn có những người là đau đầu là do, tại vì có nhiều người đau đầu đến mất ngủ luôn, ngủ không được, truyền miên cái không ngủ được lắm. Thì cái đó là những cái đó mà khi mà mình chữa văn phòng Giang á, là coi như người ta nói trời, mỗi lần đi bác sĩ Giang là về thấy ngủ ngon lắm. Thì mình biết được là có những cái đau đầu nó làm cho người ta mất ngủ luôn, hoặc là đau nhức trong người nó làm cho người ta mất ngủ luôn. Cho nên khi mà mình làm cho cái cơ thể nó thoải mái, nó được giãn ra, nó không còn bị cứng nữa, và cái cả những gọi là cái cột sống của cổ á, nó, hoặc là cột sống nếu mà họ bị đau lưng, thì những cái cột sống mà nó thẳng hàng với nhau á, thì cái dây thần kinh nó đi ra ra tất cả các cơ quan nó đều hơn, nó không có còn bị ép nữa, thì cái cơ thể nó cân bằng và cái những cái chứng bệnh nó sẽ bớt. Kính thưa quý vị, chúng ta còn khoảng hơn một phút nữa thôi, thì bác sĩ Giang cho lời khuyên thế nào về cho đồng hương chúng ta về cái chứng bệnh, những cái triệu chứng đau đầu? Ok, thì đau đầu nó có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng, có khi migraine headaches, hay là migraine headache đa số là cũng do những cái ăn uống, những cái gì nó làm mạch máu của mình như thế nào. Mình để ý đến những cái mình ăn uống như thế nào. Nếu mà mình bị stress thì mình để ý đến cuộc sống của mình như thế nào. Nếu mà mình bị cluster headaches cũng do nhiều khi là cái thời tiết và cái ăn uống của mình. Mình để ý đến những cái gì, món ăn nào mình ăn mà nó ảnh hưởng đến cái đau đầu đó. Viêm thì mình để ý đến cái thời tiết như thế nào. Nếu mà mình bị đau đầu do cái xương của mình hay cơ của mình nó căng thì nên đi chiropractic để mình chữa. Nếu mà mình bị đau đầu do những cái giống như là cảm sốt thì cái đó bắt buộc phải uống thuốc. Giữ cho mình cơ thể đừng có bị nặng hơn. Và nếu mà mình thấy đau mà đau kinh khủng, mà đau đến mà mình không chịu nổi, mà nhức đầu chóng mặt hay là những cái vấn đề đó mà truyền miên, hoặc là nó làm có những cái chứng đau đầu mà nó làm cho mình rất là buồn ngủ, thì cái đó nguy hiểm, mình phải đi cái bác sĩ để coi MRI của cái đầu, coi có bướu hay có cái gì không. Có những cái chứng nó đau đầu là những cái báo hiệu của mình có vấn đề. Có những cái đau đầu là do huyết áp cao quá, mình bị đau đầu thì mình phải để ý, mình đo cái huyết áp của mình. Tại vì nếu mà mình đau đầu mà huyết áp cao quá thì nó đến một cái mức đó thì nó sẽ làm cho mình bị stroke, bị những cái bệnh khác cũng nguy hiểm, tai biến mạch máu não, những cái đó. Thì cho nên là cái đau đầu là một trong những cái rất là quan trọng. Có những người stress thôi nhưng mà cái bắt đầu nó tăng dần cái huyết áp của mình lên thì đến mình bị cái stroke, cho nên bị cái tai biến mạch máu não. Thì cái đó mình không có nên để cho mình đến phải đứt cái mạch máu não, thì cái đó mình trở lại nó rất là khó. Cho nên là Giang nghĩ là cơ thể mình á, lúc nào ông trời sanh ra là một cái cơ thể rất là giống như là một bộ máy rất là hoàn hảo, rất là thông minh, mà nên mình nó báo cho mình cái gì thì mình phải để ý đến cái đó và mình nên chữa trị, hoặc là mình làm cái gì đó để mình giữ cái bộ máy của mình nó lâu dài mà nó không có bị hư. Thì Giang có lời khuyên như vậy thôi. Cảm ơn bác sĩ Giang. Kính thưa quý vị, vừa rồi với chủ đề là các triệu chứng đau đầu đã kết thúc chương trình Đau Nhức ngày hôm nay, và chúng ta xin hẹn gặp lại bác sĩ Vũ Thu Giang trong chương trình Đau Nhức lần sau.